Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Trịnh Hương. Bạn Trịnh Hương hỏi cái phần này thì nó có hai cái câu hỏi cũng rất là lớn. Cái phần đầu tiên liên quan đến các tác dụng phụ của việc điều trị nội tiết, cũng như là những các cái chỉ định về điều trị nội tiết. Tiếp theo đấy là về vấn đề là có khả năng mang thai trong cái thời gian mà mình điều trị với bệnh cho các bằng các phương pháp cho bệnh ung thư vú hay không. Thì khi mà mình đang điều trị với tamoxifen thì cũng có cái tác dụng phụ là gây ra rối loạn kinh nguyệt. Đặc biệt là đối với những người bệnh mà sau khi điều trị với hóa chất, thì bản thân hóa chất nó cũng là những cái thuốc mà nó gây tác động đến buồng trứng. Có thể nó gây suy giảm chức năng buồng trứng tạm thời trong cái thời gian mà mình điều trị hóa chất, cũng như là sau cái thời gian mà mình kết thúc điều trị hóa chất. Thế cái việc mà hóa chất này nó ảnh hưởng đến chức năng buồng trứng như thế nào thì nó còn phải phụ thuộc vào cái loại hóa chất, phác đồ hóa chất mà bác sĩ điều trị cho mình. Cái thứ hai nữa, cái yếu tố cũng rất là quan trọng, đó là cái tuổi của người bệnh ở cái thời điểm mà được điều trị với hóa chất. Ví dụ như là nếu như mà ở dưới tuổi trẻ dưới 40 thì cái khả năng mà phục hồi chức năng buồng trứng sau khi điều trị với hóa chất nó cao hơn so với những người bệnh mà lớn tuổi từ 45 tuổi trở đi. Chính vì vậy cho nên là chức năng buồng trứng nó có thể bị thay đổi, có thể bị suy yếu, và chính vì vậy nó gây ra rối loạn kinh nguyệt. Đấy thì khi mà những cái rối loạn kinh nguyệt này, bạn không mô tả cái tình trạng rối loạn kinh nguyệt cụ thể là như thế nào, nhưng trong trường hợp mà bị ra kinh nó quá nhiều, nó ảnh hưởng đến cái thể trạng, đến sức khỏe nói chung, đấy thì bạn nên đến cái cơ sở y tế như đến bệnh viện ca hoặc là đến các bệnh viện chuyên khoa về sản để mình khám cũng được. Qua đó sẽ chẩn đoán những cái nguyên nhân, những rối loạn do cơ năng, do thay đổi hormone hay là do những cái quá sản hoặc là những cái rối loạn bất thường ngay tại cái buồng tử cung để loại trừ những cái phương pháp đó. Tiếp theo nữa thì một cái câu hỏi là trong quá trình điều trị thì có sau 3 năm điều trị thì có thể mang thai an toàn được không? Thực sự khi bạn đã hỏi câu này thì chứng tỏ là mình cũng đang rất là khát khao là có thể sinh con ở cái thời điểm mà trước khi mà mình bị mắc ung thư vú. Và vì cái lứa tuổi mắc ung thư vú ở Việt Nam cũng có cái xu hướng trẻ, như là trong cái đầu chương trình chúng tôi cũng đã có chia sẻ một số thông tin đấy. Và thực tế là tôi cũng có gặp những cái bệnh nhân ung thư vú ở cái tuổi rất trẻ, trẻ nhất là 19 tuổi và 25, 27 tuổi cũng có rất là nhiều đấy. Và khi mà chẩn đoán mình bị ung thư vú thì đối với những người phụ nữ trẻ như vậy đấy, người ta có rất là nhiều nỗi lo. Đấy là nỗi lo về cái vấn đề là ảnh hưởng đến sức khỏe, đến sống thêm. Và còn cái nỗi lo nữa là về vấn đề là hạnh phúc gia đình, cái việc lập gia đình, kết hôn cũng như là có con. Đấy thì cũng trước khi trả lời câu hỏi là có hay không và nên như thế nào, đấy thì cũng xin thông báo với bạn Trịnh Hương một cái thông tin cũng rất là mừng. Đấy là cũng đã có những cái nghiên cứu rất là lớn ở trên thế giới về vấn đề là nếu như một bệnh nhân ung thư vú mà sau khi hoàn thiện cái điều trị mà mang thai, thì cái việc mà mang thai và sinh con như thế này nó sẽ không làm cho bệnh ung thư vú xấu đi. Và cái thứ hai nữa là nếu như mà mang thai thì người bệnh ung thư vú đó sinh con thì đứa con cũng hoàn toàn khỏe mạnh và cũng không có bị ảnh hưởng hay cả tác động bởi những cái phương pháp mà người mẹ bị ung thư vú đã điều trị trước đó. Đấy, cho nên là bạn cũng hoàn toàn yên tâm về vấn đề sức khỏe của mẹ cũng như là của con nếu như mà mình mang thai thành công sau này. Thế còn trở về cái câu hỏi quan trọng, đấy là mình sẽ quyết định mang thai vào cái thời điểm nào? Thì câu hỏi này nó cũng thực sự nó rất là khó. Đối với các bác sĩ chúng tôi phải cân nhắc cả về vấn đề chuyên môn cũng như là về vấn đề xã hội. Thì cái này chúng tôi cũng chỉ giải thích các yếu tố nguy cơ, còn quyết định thì lại chính là mình. Còn nếu như về vấn đề điều trị cho bệnh cho ung thư, bệnh ung thư chẳng hạn, thì chúng tôi thường khuyên là các bệnh nhân sau khi kết thúc điều trị ung thư xong đó thì hãy tính đến cái việc là mang thai. Đấy, ví dụ như là những cái bệnh nhân mà chỉ sau khi điều trị hóa chất thôi thì chỉ cần là sau đó sức khỏe ổn định và đi khám tất cả những các cái yếu tố chỉ số có thể cho phép mang thai được thì có thể tiến hành mang thai rất là sớm sau đó. Thế còn đối với những cái bệnh nhân mà đang điều trị thuốc nội tiết thì đây là cái vấn đề nan giải nhất, vì cái thời gian điều trị nội tiết là kéo dài ít nhất là 5 năm. Đó, ít nhất là 5 năm. Chính vì vậy cho nên là bây giờ mà chẩn đoán đang là 40 tuổi mà chờ đến 5 năm nữa là 45 tuổi
thì lúc đấy thì rất là lo là muộn rồi có sinh được con hay không, rồi sinh con ở lứa tuổi muộn thì nó sẽ ảnh hưởng đến mẹ và con như thế nào. Đấy cũng rất là nhiều những cái câu hỏi rất là lo lắng. Đấy, tuy nhiên thì bác sĩ cũng sẽ không khuyên là sẽ kết thúc cái việc điều trị ung thư sớm để mà mang thai. Thế còn cái việc lựa chọn như thế nào thì lại tùy thuộc vào từng bệnh nhân. Ví dụ như có những bệnh nhân thì cũng bị một cái áp lực về phía gia đình hoặc là bản thân rất là mong muốn là sẽ mang thai sớm thì vẫn có thể là dừng cái việc điều trị nội tiết ở thời điểm 3 năm. Đấy, sau đó thì mang thai và sinh con. Đấy, sau đó lại hỏi tiếp bác sĩ là nếu mà em sinh con xong thì em có quay lại điều trị nội tiết được không? Thực sự là không có một nghiên cứu nào để đi vào một cái trả lời một cái câu hỏi cụ thể như thế này. Đấy, nhưng thì tôi nghĩ rằng nếu như trong trường hợp đó thì chúng ta cũng có thể gặp các bác sĩ chuyên khoa để tư vấn cân nhắc cái lợi ích và cái tác dụng phụ của điều trị. Thế còn nếu như với bệnh nhân mà đang dùng thuốc điều trị đích chẳng hạn thì người ta cũng khuyên là cái thời gian mà có thể phù hợp để mang thai hợp lý là sau khi kết thúc cái thuốc điều trị đích khoảng 7 tháng thì có thể mang thai được. Như vậy thì cũng với câu hỏi này, nhưng mà để tư vấn chính xác được trên mỗi người bệnh thì chúng tôi cần phải có thêm những cái thông tin và cũng như là cần phải trao đổi trực tiếp hơn ấy để cùng với người bệnh để đưa ra một cái quyết định nó phù hợp nhất để đảm bảo cái thời gian sống thêm cho mình ấy, cũng như là đảm bảo cái ước nguyện của mình về vấn đề là mang thai và sinh con ạ.